Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài là ôn tập về đo lường ren 86. Bài số 1. Câu A. Con vịt cân nặng mấy kg? Đây. Đây là cái cân đồng hồ. Thì cái kim này nó có gì? Cái kim nó chỉ số 3, còn đồng hồ là 0, 1, 2, 3. Như vậy con vịt này là 3 kg. Được. Con vịt này là 3 kg. Câu B. Gói đường cân nặng mấy kg? Được. Đây là một cái cân. Thì cái cân này nó thăng bằng giữa hai bên. Bên này bao nhiêu kg, bên này bấy nhiêu kg. Thì cái kim này nằm ở giữa. Được. Cái kim này nằm ở giữa thì hai bên này cân bằng nhau. Thì bên này nó có một cái quả cân là đã 5 kg, còn bên này nó có một cái quả cân là 1 kg, được không? Như vậy bên này, hai bên này cân bằng nhau thì bên này là cái đường này có 4 kg, ta cộng 1 kg cân nữa là đủ 5 kg. Vậy bên này 5 kg, bên kia 5 kg là bằng nhau. Tại vì cái kim này nằm ở giữa, được không? Như vậy đường này chỉ có 4 kg thôi. Đường là 4 kg. Len này cân nặng bao nhiêu? Thì cái này là cái căn y tế này thì ngay chỗ này nó nhỏ quá, người ta họ vẽ luôn đây, người ta họ di chú ra là 30 kg. Như vậy cái này là 30 kg. Bài số 2. Xem lịch rồi cho biết, người ta họ cho tháng 10, tháng 11 và cái ở dưới là tháng 12. Nào. Câu A. Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Tháng 10 đâu? Đây. Ngày 1. Biết tới ngày 31. Đó, đây, ngày 1 đây, ngày 31 đây. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, rồi tới ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, rồi tới ngày 31, được không? Vậy là tháng 10 có bao nhiêu ngày? Đó là có 31 ngày. Được không? Có mấy ngày chủ nhật? Đâu, ngày chủ nhật đây, 1, 2, 3, 4 ngày chủ nhật. Được không? 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày nào? Vậy là ngày 5. Ngày 12. Ngày 19. Và ngày 26. Nè. Câu B. Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Tháng 11 đây, từ ngày 1 đây, ngày 30, có 30 ngày. Được. Rồi, có mấy ngày chủ nhật? Chủ nhật đây, 1, 2, 3, 4, 5. À, có 5 ngày chủ nhật. 5 ngày chủ nhật. Rồi. Có mấy ngày thứ năm? Thứ năm đâu? Đây cái hàng này, thứ năm này. Ngày 6 này, 13 này, 20 này, 27 này. Như vậy có 4 ngày. Được không? 4 ngày. Câu C. Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Đây, tháng 12 là có 31 ngày. Từ ngày 1 đây, 31 ngày. À, có 31 ngày. Được không? Có mấy ngày chủ nhật? 1,
2, 3, 4. Này, cái hàng xanh xanh dưới này có 4 ngày chủ nhật. Có mấy ngày thứ bảy? Thứ bảy bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. 4 ngày thứ bảy. Em được nghỉ các ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy. Như vậy, trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày? Như vậy mình nghỉ được ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Như vậy thứ bảy có 1, 2, 3, 4 ngày. Và chủ nhật có 1, 2, 3, 4 ngày. Như vậy tổng cộng là mình nghỉ 8 ngày. Được không? Nghỉ 8 ngày. Được, 8 ngày. Qua trang thứ 3. Qua bài 3. Xem tư lịch ở bài 2 rồi cho biết ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy. Như vậy chúng ta xem lại cái ngày 1 tháng 10 ở bên này. Ngày 1 đây, tháng 10 đây, thứ tư đó, thứ tư. Và chỗ này là thứ tư. Rồi, ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy? Đây. Ngày 10. Ngày 10 đây. Tháng 10. Là giống qua đây. Nha. Thứ 6. Câu B. Ngày 20 tháng 1 là ngày thứ mấy? Tháng 11 đây. Ngày 20 đây. Thứ 5. Thứ 5. Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy? 30. 30 tháng 11 là ngày này. Ngày chủ nhật. Câu C, ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy? Ngày 19 tháng 12. Đây, 19 này. Thứ 6. Cuối cùng, ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy? Đó là ngày 30. Thứ 3. Bài số 4. Các bạn chào cờ lúc mấy giờ? Đây là cái mấy bạn này đang chào cờ. Lúc này lúc 7 giờ. Các em tập thể dục lúc mấy giờ? Câu B. Lúc 9 giờ. Cây kim màu trắng trắng ngắn hơn chỉ số 9. Cây kim dài hơn đen đen chỉ 12 là 9 giờ. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.